Hôm nay mình sẽ chia sẻ sổ lớn liên quan đến mấy quả đường game nha. Và các bạn thấy này, các bạn thấy nó phím di chuyển, ví dụ là phím viên kết này, S hoặc A hoặc D. Đây, cho các bạn xem này. Các bạn thấy nó cũng thường rất là khó chịu. Đây, các bạn thấy nó cũng rất là khó di chuyển. Đấy đấy, nó rất là khó di chuyển hoặc là khó chịu nha. Thì đây là chia sẻ lỗi liên quan. Thì đây là lỗi liên quan đến phần mềm hoặc là quản lý liên quan đến game nha. Và bây giờ mình sẽ sửa lỗi bây giờ mình sẽ sửa lỗi liên quan đến game nha. Ví dụ cái game Galaxy Pack hoặc là Liên Minh Điện Thoại hoặc là PUBG. Bây giờ mình sẽ cắt bước nha. Đầu tiên mình sẽ ấn nút là Win. Sau đó mình sẽ vào cái như là thanh tab bar này. Các bạn thấy cái mình sẽ kích là Unique đây. Các bạn sẽ tắt cái tiếng Việt hoặc là chuyển sang tiếng Anh. Đây, các bạn xem này. Mình sẽ chuyển sang cái tiếng Anh này. Đó. Sau khi các bạn chuyển sang tiếng Anh á, thì các bạn sẽ vào cái game nha. Đây, mình sẽ thử cái này nhá. Các bạn thấy nó di chuyển nó rất là dễ di chuyển. Nó không bị gọi là khó chịu hoặc là khó di chuyển nha. Thì đây là cái lỗi liên quan đến game hoặc là liên quan đến game khác, ví dụ cái PUBG hoặc là game liên minh hoại. Thì đây là cái lỗi các bạn. Nếu bạn nào có chia sẻ lỗi về game đó thì các bạn có bình phía dưới nha. Và bây giờ mình sẽ tạo sự clip cho các bạn có cái clip. Bye bye.